Xin chào các bạn, mình là thành viên của Maka và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản trên Sendor. Và để tạo tài khoản Sendor thì chúng ta cần truy cập vào trang Sendor bán. Và chúng ta bấm vào chỗ Sendor trang bán các bạn nhé. Tiếp đó chúng ta tiến hành điền cái số điện thoại mà chúng ta muốn sử dụng để làm cái tài khoản đăng nhập. Và các bạn chú ý là cái số điện thoại này nó phải không có được trùng với bất kỳ cái số điện thoại nào mà các bạn đã từng sử dụng để đăng ký xe đỏ nhé. Tiếp đó chúng ta ấn vào phần gửi mã xác thực. Ngay lập tức sẽ có một cái mã xác thực gửi đến điện thoại của chúng ta. Và chúng ta sẽ điền cái mã xác thực này vào. Mở tin nhắn lên và điền vào. Rồi chúng ta sẽ bấm cái mật khẩu mà chúng ta muốn sử dụng để làm mật khẩu đăng nhập vào đây. Mật khẩu ở đây nó phải đảm bảo là đủ 8 ký tự các bạn nhé. Rồi chúng ta ấn đăng ký. Ở đây nó có hai hình thức kinh doanh. Một là chúng ta sẽ kinh doanh bằng sen đỏ thường, tức là đối với cái sen đỏ này thì chúng ta tạo shop sen đỏ thì chúng ta chỉ là một cái shop bán theo kiểu tiểu thương thôi. Còn nếu chúng ta tạo hình thức là sen mon, tức là nó là cái một cái shop uy tín, một cái shop mà nó có thương hiệu và đã có đầy đủ cái giấy tờ của cục sở hữu trí tuệ cũng như là giấy phép kinh doanh thì chúng ta tạo sen mon nhé. Mà bây giờ mình sẽ ấn vào tạo shop sen đỏ bình thường. Rồi, ở đây chúng ta cần điền một cái email vào. Thì sen sẽ điền cái email. Đây là cái email resume324 của sen. Và tiếp đó mình sẽ điền cái tên shop. Thì tên shop thì mình thường sẽ lấy cái tên thương hiệu như các bạn. Đấy. Chúng ta có hai cách đặt tên shop. Một là chúng ta sẽ đặt theo tên thương hiệu và hai là chúng ta sẽ đặt theo cái từ khóa sản phẩm. Thì đặt theo từ khóa có nghĩa là gì? Tức là nếu như chúng ta bán một cái áo thun như thế này thì chúng ta sẽ đặt tên shop là áo thun nam, hoặc là đặt tên shop là áo thun nữ, thì đó gọi là chúng ta đặt theo từ khóa. Và khi đặt theo từ khóa như vậy thì khi người ta tìm áo thun nam hoặc áo thun nữ và cái sản phẩm đó thì cái shop của chúng ta sẽ có cái điểm hiển thị cao hơn và chúng ta dễ dàng nhận diện được bởi cái đàn hơn. Đây, người ta nhập từ khóa. Còn nếu như đặt tên theo thương hiệu thì nó sẽ giúp chúng ta là tăng độ nhận diện thương hiệu và khách hàng người ta dễ dàng tìm và thấy được cái sản phẩm của bạn, bởi vì bạn có dính cái thương hiệu lên đó người ta dễ nhớ hơn và dễ mua lại sản phẩm của bạn hơn. Đấy, dựa theo cái cách đó chúng ta sẽ chọn tên shop và mình sẽ chọn là tên thương hiệu, vì về lâu về dài thì chúng ta nên có một cái thương hiệu nổi tiếng, giống như mà cách mà Adidas, Nike hay là Puma người ta đã làm. Người ta không chọn từ khóa là giày mà người ta chọn một cái tên thương hiệu của họ để tạo cái dấu ấn. Và bây giờ cái đường liên shop thì chúng ta để nguyên và ấn tạo shop. Ok, đây là cái phần chúng ta đã tạo được cái tên shop chuẩn SEO và theo cái mong muốn của chúng ta. Và video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta tối ưu cái cấu hình shop của mình để cái sản phẩm của chúng ta được tăng điểm hiển thị. Vì như các bạn biết thì tất cả những cái thứ mà nó có tồn tại trong cái shop sen đỏ thì nó luôn có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này, cộng với việc subscribe cái kênh Maka của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.